Vâng, thưa các bác thân mến, thì với cái tiêu chí là sản phẩm tạo nên thương hiệu của kênh vỏ thùng loa Thành Trung, thì bên xưởng loa của Thành Trung sẽ luôn luôn cố gắng hết mình để đưa đến cho các bác những cái sản phẩm mà nó thật sự là chất lượng, những cái sản phẩm mà nó thật sự là nghe hay, bày đẹp, những cái sản phẩm mà nó thật sự là đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của các bác. Thì bên xưởng loa Thành Trung sẽ cố gắng làm sao mà để làm phục vụ các bác, để các bác hài lòng nhất. Đó, thì trước mắt các bác hôm nay Thành Trung lại review tới các bác một cái mẫu sản phẩm vỏ thùng loa phun đôi bát 25. Thì thưa các bác thân mến, thì với những cái mẫu vỏ thùng loa phun đôi bát 25 của Thành Trung từ trước đến giờ thì tất cả đều sử dụng là tép kèn 450. Tuy nhiên thì cái thời gian gần đây là rất nhiều các bác khách hàng là liên tục hỏi cũng như là có nhu cầu muốn đóng để sử dụng những cái tép kèn 750, thì bên Thành Trung là cũng không đáp ứng được cho các bác, thì các bác cũng không được hài lòng lắm. Thì hôm nay cũng nhân tiện là một cái video Thành Trung làm một cái đôi vỏ thùng loa phun đôi bát 25 nhưng sử dụng tép kèn 750. Đây là một cái đôi vỏ thùng loa mà Thành Trung là cũng cố gắng để làm cho một bác khách hàng, bởi vì bác là một bác khách hàng rất là quen và đặt niềm tin rất là cao vào xưởng loa của Thành Trung. Bác cũng đã ủng hộ Thành Trung là hai quả súp 40 rồi. Bác cũng có tâm sự là trong Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều. Bác cũng là người trong Thành phố Hồ Chí Minh mà. Trong Thành phố Hồ Chí Minh là rất là nhiều và giá nó cũng mềm hơn. Thế tuy nhiên thì bác theo dõi kênh là bác cũng thấy là kênh vỏ thùng loa của Thành Trung là làm thùng rất là đẹp, và bác cũng đã lấy mấy quả súp bác dùng, bác cũng thấy là rất là ok về chất lượng, hình thức mẫu mã tương đối đẹp, cho nên là bác quyết định là ủng hộ Thành Trung bên bên xưởng loa Thành Trung một đôi phun đôi 25 nữa. Và bác cũng có yêu cầu Thành Trung là cố gắng thiết kế để đóng cho bác sử dụng tép kèn 750. Thì Thành Trung cũng đã thiết kế cho bác là sử dụng tép kèn 750. Thì đây là một đôi vỏ thùng loa phun đôi 25 Thành Trung làm cho bác Trần Hiếu. Bác Trần Hiếu có địa chỉ là 102/6C, Bà Điểm 5, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Bác có số điện thoại là 0987886988. Thì bác Hiếu ngay từ lần đầu tiên mà đặt những cái chiếc thùng súp hay là thùng loa bên xưởng loa của Thành Trung, thì khi bác đặt hàng thì bác cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào xưởng loa Thành Trung luôn. Và bác cũng một phát là bao giờ cũng chuyển hết tiền cho Thành Trung luôn. Không bao giờ bác cọc cung gì cả mà chuyển hết tiền luôn. Giá bao nhiêu là bác chuyển hết bấy nhiêu luôn. Thì Thành Trung cũng xin được cảm ơn bác Hiếu. Và tất cả các bác khách hàng mà đang có nhu cầu sử dụng hay là còn băn khoăn về cái chất lượng cũng như là chất âm, hình thức mẫu mã, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bác Hiếu. Thành Trung vừa đọc số điện thoại, Thành Trung cũng xin phép bác Hiếu là cho Thành Trung đọc số điện thoại của bác. Có gì thì cũng rất mong bác thông cảm, bởi vì là thông thường thì Thành Trung không dám đọc số của các bác đâu. Nhưng thấy bác là cũng dễ chịu, vui vẻ, hài hòa thì Thành Trung cũng đọc số lên. Thì có gì làm phiền các bác mà làm phiền thì cũng rất mong bác Hiếu thông cảm cho Thành Trung. Đó, thì đây là đôi vỏ thùng loa của bác. Thì với những cái mẫu mà sử dụng mà tép 750 như thế này thì Thành Trung cũng báo giá luôn để các bác nắm được. Nếu mà các bác sử dụng tép 450 thì nó là 2,5 triệu một cặp bao ship cho các bác. Thế nhưng mà sử dụng tép 750 này thì nó là 2,6 triệu một cặp bao ship, bởi vì là cái họng kèn 750 này thì là nó đắt hơn cái họng kèn 450 các bác nhá. Nên là các bác cũng phải cân nhắc ở chỗ đấy. Các bác có thể cân nhắc trước khi alo Thành Trung, tránh lại bỏ làm sao mà cũng là phun đôi 25 mà nó lại đắt hơn 100. Đó, thì cũng báo cáo với các bác là do cái họng kèn nó đắt hơn. Tất cả thì Thành Trung đều sử dụng một loại ván, tức là ván ép chịu nước chịu nhiệt của Đài Loan, thoải mái cho các bác chơi trong nhà, chơi ngoài trời, chơi ở đâu cũng được. Đó, sơn sần, chống chảy, chống xước, rất là đẹp. Đấy, với những cái mẫu thùng của Thành Trung thì các bác biết rồi, Thành Trung nói rất là nhiều rồi, sản phẩm của Thành Trung sẽ tạo nên thương hiệu của Thành Trung, chứ lỗ mồm của Thành Trung không tạo được nên thương hiệu của Thành Trung. Và thương hiệu của Thành Trung là các bác dành cho, chứ Thành Trung không nói bỏ mình có thương hiệu là nó có thương hiệu được. Mà cái này là cái đánh giá cái chất lượng của sản phẩm, cái đánh giá của các bác để tạo nên thương hiệu của Thành Trung. Các bác quan tâm theo dõi kênh vỏ thùng loa của Thành Trung thì các bác biết rồi, ngày nào Thành Trung cũng có rất là nhiều hàng. Đấy, ngày nào cũng được các bác ủng hộ rất là nhiều, rất là nhiều những cái các kiểu con đà điểu, những cái mẫu vỏ thùng loa, thùng súp các bác ở trên cả nước ủng hộ rất là nhiều. Đấy, sơn sần các bác nhìn ạ, sơn sần rất là đẹp luôn, khẳng định là đẹp và đẳng cấp luôn, khẳng định là bác Hiếu không bao giờ phải suy nghĩ gì về chất lượng cũng như là hình thức mẫu mã. Các bác cũng vậy thôi, các bác cứ mạnh dạn đến với xưởng loa của Thành Trung thì các bác yên tâm rồi đấy. Các bác nhìn ạ, nói hay không bằng nó thực tế đâu ạ. Đấy, Thành Trung nói thì nó không được hay đâu, nhưng mà trên quan điểm thực tế thì
Khi mà các bác nhận hàng, các bác đặt hàng, các bác nhận được hàng thì hàng của nó sẽ đẹp hơn. Các bác nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn ở trên video này các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thực tế bên ngoài nó còn đẹp hơn trên video này cơ. Đấy, tất cả là gỗ văn ép. Đây các bác nhìn này, gỗ rất là đẹp luôn. Dày 11 lớp đây. Đấy, gỗ rất là đẹp luôn. Tất cả bên trong thì được lót đầy đủ hết mút trứng rồi. E căng thì rắn bụi đầy đủ hết rồi. Đó. À, với những cái thùng loa bên xưởng loa Thành Trung thì lót mút trứng cho các bác này khẳng định là chất âm nó sẽ hay hơn rất nhiều. Các bác lót bông. Bởi vì mút trứng thì khi các bác đánh thì cái âm thanh nó va đập vào những cái mũi trứng kia, nó sẽ làm mềm âm ra. Và cái mút trứng nó sẽ đắt hơn bông. Một đôi loa này lót bằng mút trứng này nó đắt gấp 3 lần các bác lót bông các bác nhá. Đó, đắt hơn nhiều. Thì như vậy là Thành Trung đã review cho các bác xem một cái mẫu vỏ thùng loa phun đôi bát 25 sử dụng tép kèn 750. Thành Trung làm cho bác Hiếu ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Thành Trung cũng xin được cảm ơn bác Hiếu cũng như là cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng xưởng loa Thành Trung. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với Thành Trung theo số máy 0969388148 hoặc các bác có thể nhắn tin vào Zalo Thành Trung theo số máy trên để được Thành Trung tư vấn cũng như là đóng hàng và ship hàng cho các bác. Một lần nữa Thành Trung xin chào và hẹn gặp lại các bác vào trong những video tiếp theo. Các bác xem video nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho xưởng loa Thành Trung các bác nhé. Thành Trung xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.